Giải vô địch nghiệp dư quốc gia mở rộng BAO lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2005 tại sân Dallas Tennis Golf Club, sân golf lâu đời nhất Việt Nam. Năm 2008, giải đã được Hiệp hội Golf Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao đưa vào hệ thống giải golf thường niên dành cho các tay golf trong nước và quốc tế. Đây được đánh giá là một trong những giải đấu quan trọng và có quy mô lớn nhất nằm trong hệ thống các giải đấu do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải vô địch golf nghiệp dư quốc gia hiện đã được đưa vào hệ thống các giải đấu được nhận điểm xếp hạng thế giới dành cho các tay golf nghiệp dư WAGA. Giải nghiệp dư này thì để là thì cho phong trào quần chúng, nhiều người được tham gia chơi với môn golf. Nhưng riêng giải nghiệp dư quốc gia thì đấy là những người là phải gần như là vô địch hoặc là có thứ hạng ở các tỉnh thành ngành rồi mới được tham gia giải này. Cụ thể từ hồi đầu tiên đến bây giờ, từ năm 2005 bây giờ, hầu như những người tham gia của cái giải nghiệp dư quốc gia đều có handicap dưới 10, tức là single handicap. Công tác tổ chức và điều hành luật của giải vô địch golf nghiệp dư quốc gia mở rộng luôn được chú trọng và ngày càng hoàn thiện hơn qua từng mùa giải. Ngoài việc áp dụng các luật và quy định mới nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế, ban tổ chức còn mời các trọng tài trong nước có chứng chỉ cấp 2 và cấp 3 của RNA để tham gia giám sát, hỗ trợ người chơi trong các vòng đấu chính thức. Trình độ kỹ thuật và kiến thức luật golf của đa số các tay golf hiện nay cũng đã được nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây. Lực trọng tài đông đủ cũng như là kết hợp với những giám đốc hay là điều hành hay là những bạn marshal ở sân địa phương, khi mà hội đồng trọng tài đến thì sẽ đào tạo qua cho những người đấy, và sau khi giải đấu quốc gia đi ra khỏi thành phố nào thì cái lực lượng hoặc là những người hiểu biết luật của thành phố đấy cũng sẽ tăng lên. Với xuất phát điểm ban đầu của giải là chỉ dành cho golfer nam, dần dần đến năm 2008 có riêng một bảng dành cho nữ. Sau đó vào năm 2012 chính thức có một giải dành riêng cho nữ giới, góp phần tăng tính hấp dẫn cho giải đấu và mở rộng các đối tượng tham dự. Các tay golf không chuyên đáp ứng theo đúng các quy định trong luật về tư cách nghiệp dư của tổ chức RNA đều có đủ tư cách tham dự. Những cái tên như Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Hảo Vi, Doãn Văn Định, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Ngô Bảo Huy đã trở nên quá quen thuộc và nổi tiếng trong làng golf Việt Nam, và họ cũng chính là những nhà vô địch đạt thứ hạng cao tại các giải vô địch golf nghiệp dư quốc gia qua các mùa giải. Trong suốt 15 năm chặng đường của giải vô địch nghiệp dư quốc gia, các golfer đã để lại những dấu ấn riêng, khẳng định tài năng cũng như tình yêu của mình đối với bộ môn golf. Trong số các golfer nam từng vô địch giải nghiệp dư quốc gia, Nguyễn Văn Thống là một trong những tay golf khá đặc biệt khi xuất thân từ một caddy, nhân viên kéo bao gậy hỗ trợ người chơi golf. Tuy nhiên, nhờ sự ham học hỏi, ý chí vượt khó nên dần dần anh trở thành một tay golf giỏi. Anh đạt nhiều thành tích cao ở đấu trường trong nước với đỉnh cao là ngôi vô địch quốc gia năm 2006 và năm 2011. Đặc biệt, lần đầu tiên anh giành chức vô địch vào năm 2006 cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời chơi golf của anh. Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, mưa rồi sương mù, anh vẫn xuất sắc giành thứ hạng cao nhất. Đó là những dấu mốc mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Lúc đó ở Đà Lạt thì sương mù rất là nhiều và đến nỗi mà bóng bay cũng rất là khó để mà thấy được đường bóng bay. Rồi đến hết cái đường 16 qua 17 đến cái đường 18 thì cái đường đó rin đọng nước rất là nhiều, và tôi còn nhớ là khi tôi đánh hai cái on rin thì cũng cách cờ khoảng 7 mét, và ban tổ chức cũng phải có một số thành viên trong ban tổ chức ra để cào nước trên rin. Sau đó thì tôi thực hiện cái cú putt đó và để ghi được cái điểm birdie, và cũng là một trong những cái cú đánh để mang lại cho tôi cái vị trí hạng cao nhất năm đó. Golf đã làm thay đổi cuộc đời của golfer Nguyễn Văn Thống, bởi không chỉ thành công trên sân đấu, anh còn được thăng tiến trong công việc khi được giao trọng trách điều hành chuyên môn ở sân golf Thủ Đức. Một cái tên khác cũng khá quen thuộc trong làng golf Việt Nam là Doãn Văn Định. Anh từng vô địch giải golf nghiệp dư quốc gia năm 2012 khi còn tư cách nghiệp dư. Những lần thi đấu tại các mùa giải vô địch nghiệp dư quốc gia đã cho golfer này nhiều trải nghiệm cũng như kinh nghiệm quý báu để phát triển con đường golf chuyên nghiệp sau này. Tôi tập golf được 3 năm.
giữa năm 2008 bắt đầu tôi tham gia về môn golf. Đến 2012 thì cái đội chín mùa của tôi trong 3 năm đấy thì tôi cảm thấy hồi đấy thì thể lực tôi có, kỹ thuật tôi cũng có. Thành ra là tôi tự tin đánh. Khi đó thì khi tôi được giao lưu đánh cùng với anh Sơn, anh Thống thì các anh được bậc đàn anh trong golf phát triển kỹ thuật, khả năng cũng khá là tốt trước tôi. Thì tôi tự tin với khả bản năng của mình trong giải của 2012. Cũng giống như golfer Nguyễn Văn Thống, golfer Nguyễn Thị Ngọc Dung không xuất thân từ một người được đào tạo bài bản về golf. Chị cũng là một caddy trước khi là một golfer. Dù là tay ngang, nhưng ngay khi có bảng nữ vào năm 2008, chị là nữ golfer đầu tiên giành chức vô địch. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, cảm xúc khi nhớ lại khoảnh khắc đó vẫn nguyên vẹn sự xúc động. Khi mà biết được kết quả đạt được chức vô địch đó, thì cảm xúc thời đó lúc đó thì Dung không có tả được, nhưng rất là vui mừng. Cũng như là những năm đầu mình tham gia vào giải đấu thì khi mà đạt được kết quả tốt nhất trong một giải đấu quy mô đó thì niềm vui nó rất là phấn khởi, rất là vui sướng. Với golfer Nguyễn Thị Ngọc Dung, giải vô địch nghiệp dư quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cá nhân chị nói riêng và các golfer nói chung, mang đến cho các golfer một sân chơi chuyên nghiệp, thỏa sức thể hiện bản thân. Hiện tại, chị vẫn đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Cũng như mọi năm, cái giải được tổ chức thì Dung rất là hào hứng, mong mỏi cứ vào cái mùa này thì tất cả những golfer ở trong nước cũng như có điều kiện thì những golfer ở nước khác quy tụ về thì mình có một cái sức tranh tài. Thì Dung bỏ ra thời gian khá nhiều để mà tập luyện hơn, cho nó nhuần nhuyễn hơn. Cũng như vừa rồi thì Dung cũng đi một chuyến Phan Thiết thì cũng tham gia giải đấu, bên cạnh đó cũng kết hợp tập luyện. Chị Dung từng tâm sự, cuộc đời chị là sân golf, tất cả những điều hạnh phúc chị có bây giờ đều bắt đầu từ sân golf. Như vậy đủ biết, người phụ nữ này yêu và gắn bó với golf như thế nào. Chị chính là một trong những đối thủ đáng gờm của mùa giải năm nay. Nhắc đến giải vô địch quốc gia, một cái tên cũng gây được ấn tượng mạnh mẽ, đó là golfer Ngô Bảo Huy, người từng 3 lần vô địch liên tiếp từ năm 2009 đến năm 2011. Bảo Huy đánh giá cao giải vô địch nghiệp dư quốc gia do Hiệp hội Golf tổ chức. Các giải đấu ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Mặc dù là golf Việt Nam vẫn đang đi sau các quốc gia khác, nhưng là cái quy mô tổ chức các giải Việt Nam mình rất là tốt, đặc biệt là những giải do Hiệp hội Golf tổ chức. Thì mấy người bạn mình ở bên Thái sang đánh thì cũng khen chất lượng giải rất là tốt, có thể gần như là tổ chức cái quy mô giải như là lớn như là bên Thái Lan họ tổ chức vậy á. Thì càng mấy giải sau này mình không có đánh, nhưng mà mình cũng thấy trên các phương tiện truyền thông đó là họ làm rất là tốt, và mình cũng xin cảm ơn Hiệp hội Golf Việt Nam đã làm được những cái việc như vậy. Trong gần 10 năm chơi golf nghiệp dư, Bảo Huy có 2 lần thực hiện thành công cú hole in one. Cuối năm 2015, vận động viên quê Vũng Tàu được bầu vào Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 từ 2016 đến 2020 với tư cách là thành viên trẻ nhất. Tiếp nối đàn chị, dù tuổi đời còn rất trẻ, Nguyễn Thảo My sinh năm 1998 đã có những thành tích khiến nhiều golfer ao ước. Sinh ra trong một gia đình nhà nòi có truyền thống thể thao, vận động viên Nguyễn Thảo My bén duyên với làng golf Việt sau 2 năm luyện tập tennis. Dưới sự hướng dẫn của người cha, vốn là một cây bút thể thao lâu năm, nhà báo Huy Tiến, cô gái sinh năm 1998, đã chập chững làm quen với bộ môn golf và thường xuyên đi học hỏi, cọ sát khắp các sân ở miền Bắc, miền Trung khi chỉ mới 12 tuổi. Thảo My đã 2 năm liên tiếp vô địch giải nghiệp dư quốc gia mở rộng năm 2014-2015. Năm nay là năm thứ 7 Thảo My tham gia vào giải vô địch quốc gia. Qua từng năm nó đều có một sự thay đổi nhất định. Vào những năm đầu em đánh thì lúc đấy mình cũng chưa thực sự thi đấu tốt, nên là mình thấy là đây là một cái sân chơi rất là tốt cho mình. Nhưng mà khi mà mình đã lên tới một cái tầm thi đấu
mang tầm quốc tế hơn một chút, thì lúc đấy mình nghĩ là giải đấu cần thêm những gôn thủ có cái số điểm chấp thấp hơn thi đấu, để khi đấy mình tạo được cái chất lượng tốt hơn cho cái giải đấu. Sau thành tích tại giải gốc toàn quốc, Thảo My đã có thêm sự quyết tâm chinh phục đỉnh cao ở bộ môn vốn được xem là môn thể thao quý tộc. Cô gái sinh năm 1998 đã có những bước tiến dài không ngừng, đồng thời chinh phục không ít các giải đấu cả trong nước và quốc tế. Mười lăm năm qua, giải vô địch nghiệp dư quốc gia được tổ chức luân phiên ở các sân gốc chất lượng cao trên toàn quốc như Đà Lạt Palace, Sam Tuyền Lâm, FLC Quy Nhơn, Scarlet Golf Resort. Ban tổ chức trước khi quyết định lựa chọn sân đều phải cân nhắc kỹ các yếu tố, điều kiện sân bãi có phù hợp để tổ chức giải hay không, đáp ứng các tiêu chí của mùa giải. Và năm nay, sân golf được lựa chọn chính là sân Canoe Golf Links Cam Ranh Khánh Hòa, một sân golf hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị cũng như thách thức đang chờ đợi các golfer. Ban tổ chức giải năm nay là Hiệp hội Golf Việt Nam và VGS Holding mong muốn mang đến cho các golfer một mùa giải thành công và đáng nhớ nhất. Từ những giải vô địch nghiệp dư quốc gia, hiện tại Nguyễn Thảo My, Hanako, Đặng Quang Anh là những golfer đã được ghi tên tại bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới. Những golfer này cũng tham dự nhiều giải đấu mang tầm quốc tế, khẳng định sự phát triển của bộ môn golf tại Việt Nam. Trong 209 quốc gia có sân golf, Việt Nam là thị trường tăng trưởng golf hàng đầu thế giới. Nhận định này được ký giả Eric Matuszewski đưa ra trên tạp chí Forbes. Golf Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Tuy nhiên, với những gì đã đạt được, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vào một tương lai tươi sáng của bộ môn thể thao này. Trong các giải vô địch nghiệp dư quốc gia các năm tiếp theo, sẽ có thêm thật nhiều những gương mặt mới tiềm năng.